Xin Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Phải điều tra rõ những vi phạm của Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ngày 25 tháng 10 trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Vũ Trọng Kim, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, với việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về những vi phạm, khuyết điểm của Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ, điều tra cụ thể hơn những vi phạm đã được chỉ ra. Ông nói, như thế mới đảm bảo tính răn đe, mới mong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lợi dụng chức vụ được làm tới nơi tới chốn. Ông Kim thẳng thắn bày tỏ quan điểm nên làm nghiêm, bất kể đó là ai, cán bộ đương chức hay về hưu, không nên có ngoại lệ nào. Theo ông Vũ Trọng Kim, những vi phạm khuyết điểm của nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để đến nay mới kết luận là muộn, tuy nhiên trong thực tế phải qua thời gian mới biết họ có mắc sai phạm hay không, và có những sai phạm hết sức tinh vi, không phải dễ dàng một lúc phát hiện được. Ông Kim cho rằng vụ việc nêu trên là một ví dụ cho thấy cần sớm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực với những quy định cụ thể rõ ràng hơn. Ông Kim nói, trên cơ sở kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan chức năng có thể cân nhắc điều tra làm rõ những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng. Khi đã có kết luận điều tra rõ ràng thì mới xem xét có khởi tố hay không. Đại biểu Dương Trung Quốc nhấn mạnh, trong kết luận liên quan đến cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì tính gian đe là rất quan trọng. Theo ông Quốc, việc công khai những sai phạm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho thấy sự bình đẳng trước pháp luật Người giữ chức vụ càng cao thì phải chịu trách nhiệm càng lớn, nhưng ở đây cơ chế giám sát quyền lực tại cơ quan quản lý nhà nước cần thay đổi theo hướng có thêm sự giám sát của dân. Trước đó tại kỳ họp thứ 7 từ ngày 17 đến 21 tháng 10, Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có nhiều sai phạm, khuyết điểm, trong đó có việc thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát viên tổng công ty thuốc lá Việt Nam tham gia hội đồng quản trị và giữ chức phó tổng giám đốc Sabeco thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp nhận, bổ sung ông Trịnh Xuân Thanh giữ các chức vụ ở Bộ Công Thương. Kết luận nêu, những vi phạm của ông Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công Thương và cá nhân ông Vũ Huy Hoàng gây bức xúc trong xã hội. Ủy ban đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng. Sa thải thanh tra giao thông đánh nữ nhân viên hàng không Thưa quý vị, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có chỉ đạo thanh tra sở chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Bình Thuấn từ ngày 1 tháng 11. Ngày 24 tháng 10, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan nghe đề xuất hướng xử lý nhân viên thanh tra giao thông xô sát với nữ nhân viên hàng không tại sân bay nội bài chiều ngày 18 tháng 10. Vi phạm của nhân viên thanh tra giao thông Đào Bình Thuấn, 37 tuổi, thuộc đội thanh tra cầu đường bộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được xác định trong vụ việc trên là vi phạm kỷ luật lao động, xin nghỉ việc vì có lý do gia đình đi ra tỉnh ngoài nhưng không xin phép và có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng gây phản cảm. Ông Vũ Văn Viện nhấn mạnh, những hành vi vi phạm của ông Đào Bình Thuấn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Đây là bài học sâu sắc cần rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Giao thông Vận tải đã khẩn trương xác minh, trên cơ sở vi phạm xử lý nghiêm túc, minh bạch. Giám đốc Sở đã chỉ đạo thanh tra chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Thuấn từ ngày 1 tháng 11, đồng thời giao cho thanh tra Sở chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để không xảy ra hành vi tương tự. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 10, tại sân bay nội bài, camera an ninh sân bay ghi lại cảnh hai thanh niên, một người túm áo, một người lao vào tấn công một phụ nữ. Hai hành khách được xác định là Trần Dương Tùng và Đào Bình Thuấn. Sau khi làm thủ tục đi trên chuyến bay VN7256 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh đã có hành vi xúc phạm và hành hung nhân viên trung tâm khai thác nội bài Nguyễn Lê Quỳnh Anh tại khu vực quầy làm thủ tục quầy 38 chị quỳnh anh bị choáng và buồn nôn phải đưa đi viện kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện sanh pôn hà nội chiều cùng ngày chị quỳnh anh đã được ra viện ngay sau đó tổng công ty hàng không việt nam việt nam airlines phối hợp với các cơ quan liên quan lập biên bản điều tra vụ việc đồng thời đã có văn bản kiến nghị xử lý nghiêm minh trường hợp này Đại diện Việt Nam Airlines cho biết, hãng kịch liệt phản đối và không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa, gây mất trật tự và vi phạm các quy định về an toàn, an ninh hàng không, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của các nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ. Ngày 20 tháng 10, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ việc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 10. Thanh ủy Hà Nội cũng chỉ đạo công an Hà Nội thu lý và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Quảng Bình cho biết, cách trước ngay cán bộ thu tiền cứu trợ của dân. Trả lời phóng viên về vụ việc vào trưa ngày 25 tháng 10, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh vừa nhận được phản ánh của người dân thông qua báo chí. Ông Hoài nhấn mạnh, chúng tôi đang cho kiểm tra, nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì cách trước ngay những cán bộ này chứ không nói gì nữa. Sáng cùng ngày, ông Phạm Quang Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn cho biết, đã nắm được sự việc và đã có chỉ đạo xử lý. Huyện đã yêu cầu các thôn trả lại tiền ngay cho những hộ dân bị thu lại tiền cứu trợ. Ông Long khẳng định, các thôn đã tiến hành trả lại cho người dân. Theo ông Long, việc làm này của các cán bộ thôn trung thôn là tự phát. Họ nhận thấy các hộ này được nhận tiền ủng hộ nhiều lần, việc thu hồi để điều tiết trong nội bộ thôn. Ông Long cho hay tôi đã điện cho chủ tịch, lãnh đạo các xã phường trên địa bàn thị xã Ba Đồn yêu cầu nhắc nhở các thôn từ nay về sau tuyệt đối không có việc thu lại tiền cứu trợ mà các đoàn từ thiện trao cho người dân. Theo ông Long, sau trận lũ lịch sử vào trung tuần tháng 10 có rất nhiều đoàn từ thiện về Quảng Bình, trong đó có thị xã Ba Đồn để ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần để bà con vượt qua khó khăn. Chính quyền địa phương chỉ có thể quản lý, hướng dẫn các đoàn thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Các đoàn này sẽ được tư vấn địa chỉ có bà con gặp nhiều khó khăn để trao quà. Vị này cho biết, các đoàn từ thiện tự đi thì tự liên lạc với các xã, thôn và gia đình cụ thể, chính quyền địa phương tạo điều kiện để họ giúp đỡ người dân. Ông Long nói, về việc làm của cán bộ thôn Trung Thôn, Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn đã yêu cầu trả lại tiền cho người dân. Sau đó các cán bộ này phải có báo cáo cụ thể và Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ có hướng xử lý sau. Trước đó, người dân thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình phản ánh họ được nhiều đoàn từ thiện đến tận nhà trao tiền, trao quà hỗ trợ. Tuy nhiên ngay sau đó các cán bộ thôn đến tận nhà thu lại phần lớn số tiền trên. Cán bộ thôn lấy lý do là các gia đình này nhận nhiều tiền hỗ trợ hơn các hộ khác nên phải thu lại rồi chia đều. Ông Lê Văn Luận, Phó trưởng thôn Trung thôn khẳng định họ làm việc này hoàn toàn vì người dân, số tiền thu lại sẽ được chia đều cho toàn dân chứ không bỏ túi riêng. Trận lũ lịch sử vừa qua thị xã Ba Đồn là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Quảng Bình. Địa phương này có hai người chết cùng hàng nghìn căn nhà chìm sâu trong biển nước cô gái khỏa thân đi xe máy giữa đường phố Hà Nội. Mới đây, clip ghi lại cảnh thiếu nữ không mảnh vải che thân đi xe máy giữa ban ngày ở trốn đông người gây chú ý trên mạng. Theo đó, cô gái này còn không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện chạy với tốc độ khá nhanh. Đoạn video dài 1 phút hiện thu hút hơn 150.000 lượt xem, hơn 4.000 lượt like, cùng hàng trăm bình luận trái chiều từ dân mạng. Phần lớn mọi người đều tỏ ra khó hiểu trước hành động kỳ quặc của cô gái không mặc gì trong clip. Tài khoản Diệu Phương bình luận, không biết nói thêm lời nào với cô gái này, xã hội càng sống càng thấy nhiều chuyện không thể thành có thể. Nickname Giang Trịnh viết, thanh niên bây giờ sống hành động theo ý thích làm những việc không giống ai. Bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng thiếu nữ này không bình thường hoặc cố tình bày trò câu like thích nổi tiếng. Thành viên Nguyễn Hoàng cho hay, mình nghĩ cô ấy có vấn đề về thần kinh nên mới làm thế, người khôn ngoan bình thường không ai hành động vậy. Hãy tìm hiểu rõ lý do trước khi chỉ trích người khác, không ai chửi bới một người thần kinh cả. Minh Huê bày tỏ cô gái này chắc lại học theo trào lưu nói là làm trên mạng, quay clip khỏa thân khi ra đường, quá ngắn ngẩm với những chiêu trò vô bổ của giới trẻ. Chia sẻ với sinh.vn, Minh Trang xác nhận ngày 20 tháng 10, cô tình cờ chứng kiến hành động kỳ quặc của thiếu nữ giống như trong clip đăng tải trên mạng. Đây là người còn khá trẻ không mặc quần áo, điều khiển xe máy tại địa phận xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Minh Trang cho hay cô gái này đi xe quay màu đen mang biển kiểm soát Hà Nội. Trên đường có rất nhiều người quay clip xì xào khi trông thấy hình ảnh không mảnh vải che thân của thiếu nữ. Theo Trang mấy ngày nay dân mạng bàn tán và liên tục lan truyền clip cô gái khỏa thân đi trên đường. Hiện không rõ nữ chính trong đoạn video là ai và nguyên nhân dẫn tới hành động khó hiểu đó. Đầu tháng 6, clip ghi lại cảnh thiếu nữ được cho là không bình thường, khỏa thân đi bộ giữa ban ngày tại Hà Nội từng xuất hiện trên nhiều diễn đàn. Do vậy, mọi người cho rằng cô gái trong trường hợp xảy ra vào ngày 20 tháng 10 vừa qua cũng gặp vấn đề về tâm lý. Thưa quý thính giả, 14 giờ 15 phút chiều nay ngày 25 tháng 10, ba thuyền viên từng bị cướp biển Somalia bắt cóc đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài Hà Nội trong vòng tay mừng tuổi của người nhà. Ba thành viên trở về gồm anh Nguyễn Văn Hạ, anh Nguyễn Văn Xuân cùng 35 tuổi ở Hà Tĩnh và anh Phan Xuân Phương 27 tuổi ở Nghệ An vào tháng 2 năm 2012. Ba thuyền viên này đang làm việc trên tàu cá FV Naham 3 của Đài Loan thì bị cướp biển Somali bắt giữ tại quần đảo Seychelles của Ấn Độ Dương. Suốt 4 năm qua, gia đình đã hầu như bật tin về các anh. Tuy nhiên, ít ngày trước, ba thuyền viên Việt Nam đã được cướp biển thả. Hiện các thuyền viên được đưa tới Bệnh viện Tràng An, Hà Nội để khám sức khỏe. Sáng ngày 25 tháng 10, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cho biết tài xế Nguyễn Xuân Quý, 32 tuổi ở Thanh Trì Hà Nội đang phải thở bằng máy, khó tiền lượng sức khỏe. Anh Quý là tài xế ô tô biển Hà Nội, bị tàu hỏa SE2 tông vào sáng một ngày trước. Khi xe đi qua đường dân sinh giao cắt về quốc lộ 1A cũ thuộc địa phận huyện Thường Tín Hà Nội, vụ việc đã khiến 6 người tử vong. Từ ngày 29 tháng 10, khối không khí lạnh sẽ tràn đến miền Bắc và đẩy nền nhiệt Hà Nội và vùng đồng bằng còn 22 tới 24 độ C, giảm 8 tới 10 độ C so với hiện nay, trời chuyển rét nhẹ về đêm và sáng sớm, trong khi đó các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang khả năng giảm dưới 20 độ C, trời chuyển rét. Đây được đánh giá là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Chiều ngày 24 tháng 10, ông Bùi Xuân Thường, 53 tuổi, trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức về đến phòng ngủ ở tầng 1 căn nhà thì thấy vợ là Phạm Thúy Nga, 49 tuổi, nằm bất động, còn con trai ông là Bùi Phạm Đức Toàn, 17 tuổi, chết trong nhà kho ở tầng trệt. Qua khám nghiệm, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định bà Nga tử vong do ngạt khí. Nạn nhân 17 tuổi tử vong trong tư thế nằm nghiêng, tay chân bị trói và đầu có nhiều vết thương. Dạng sáng nay trời mưa nặng hạt, cảnh sát bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Điện Biên Phủ thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều hướng. Tại tầng 6 của khách sạn hàng chục nam nữ có dấu hiệu phê ma túy, trong đó có rất nhiều thanh niên xăm trổ và những thiếu nữ 15 tới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu tối qua là sinh nhật của một cậu thiếu gia, sau tiệc tùng, nhóm thanh niên kéo nhau về đây tiếp tục chơi bời và sử dụng ma túy. Thưa quý vị và các bạn, dù đại diện của Masan đã lên tiếng khẳng định Masan không đứng đằng sau chiến dịch bôi nhọ nước mắm truyền thống, nhưng không vì thế mà cổ phiếu MSN của Masan thoát khỏi bão giảm giá. Tính từ ngày 10 tháng 10 đến nay, MSN chỉ có được duy nhất một phiên tăng giá vào ngày 14 tháng 10, còn lại là 10 phiên giảm giá và 5 phiên đứng giá. Mặc dù chỉ sở hữu vỏn vẹn 10 cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, nhưng tài sản của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đăng Quang và người thân đã bốc hơi hàng trăm tỷ trong những ngày qua. Ngay sau chiến thắng trước U19 Tajikistan, huấn luyện viên Asushi Uchiyama của U19 Nhật Bản đã gửi lời tuyên chiến tới thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trước thềm trận bán kết sắp tới. Ông nói việc U19 Việt Nam giành vé vào bán kết chứng tỏ họ là đối thủ mạnh và đáng được tôn trọng, nhưng tôi tin rằng Nhật Bản sẽ thắng để tiến vào trận đánh cuối cùng. Nguyễn Thị Ngọc Duyên, 23 tuổi, vừa vượt qua 41 đại diện các quốc gia khác để đoạt vương miện trong đêm chung kết tại Seoul, Hàn Quốc vào tối ngày 24 tháng 10. Ngọc Duyên quê ở Vũng Tàu cao 1m74, cô sở hữu vóc sáng cân đối và làn da trắng mịn và nụ cười đôn hậu, đậm chất Á Đông. Ngọc Duyên được nhiều người biết đến từ sau khi đoạt giải đồng siêu mẫu 2015. Cô cũng từng vào top 5 cuộc thi Người đẹp phụ nữ thời đại 2012. Chiến thắng của người đẹp Việt Nam khiến hầu hết khán giả trong nước bất ngờ, bởi trước đó cô gái này không nhận được nhiều chú ý ở vài cuộc thi nhan sắc trong nước. Trả lời báo chí sau khi đăng quang Ngọc Duyên tiết lộ cô mơ ước trở thành hoa hậu từ bé. Tối ngày 24 tháng 10, người đẹp nam em chia sẻ trên trang cá nhân tin vui vừa nhận được giải vàng, hoa hậu ảnh được yêu thích nhất của cuộc thi Miss Earth 2016. Kết quả này được bình chọn bởi khán giả qua cổng bình chọn Miss Earth.tv. Huy chương bạc và huy chương đồng lần lượt thuộc về hai người đẹp Myanmar và Venezuela. Trước đó ở phần thi tài năng và phần thi thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, nam em đều lọt tốt và giành được hai huy chương bạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!